hôm Để nay đưa là cao, à, thấy không? Con thấy không? Nó cái người nó rồi, hôm nay ba tây tháng 3 năm 2023. Đây là hoàn cảnh của em Thủy, cưng tên họ đầy đủ là gì Thủy? Đinh Thị Kim Thủy. Hồi nhỏ thì Thủy nó bị cái chân chân đi được chân không ha, cưng bị cái đó là kêu bằng gì? Sốt bại liệt. À, sốt bại liệt. Rồi sanh ra đứa con á, thì sốt bại não. Nhưng mà bây giờ á, thì Thủy lại bị thêm một cái là bị thoái hóa đốt sống, rồi bây giờ nằm một chỗ luôn. Rồi. Đó là con Ở bấm đây em Lê, hôm nay Lê Nguyễn xin đại diện Mạnh Thường Quân. À, có ai hai trăm là của gia đình bác Ba Thương, Lê? hồi hướng công đức cho bà Trần Thị Nhạn pháp danh Diệu Huệ. 200 này là của gia đình chị Năm Đáng. Rồi xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình của em Thủy. Rồi, còn đây thì Linh xin đại diện là em Quyên rồi em Dung, em Tâm, trao yêu thương 10 ký gạo của trong cái 150 ký đó. Rồi ở đây Linh xin đại diện là em Quỳnh và quán ăn Tấm Tèo là 1 triệu 6, triệu, triệu 2, triệu 3, triệu 4, triệu rưỡi, 1 triệu 6. Ở đây Linh đại diện em Mỹ Dung gửi cho thêm 500 ngàn để em có tiền mua thuốc uống ăn. 100, 200, 3, 4, 500. Tổng cộng Linh hoàn thành nhiệm vụ là trao 10 ký gạo cùng với 2 triệu mốt. Cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Nếu mà Linh nhận được trợ duyên thì Linh sẽ trở lại. Người tổng cộng gia đình mình nhận được tổng cộng là 2 triệu rưỡi Hai nha. triệu rưỡi, dạ. Rồi, Linh cảm ơn.